Trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, Trung đoàn 261, Sư đoàn 367 là một trong hai trung đoàn tên lửa nòng cốt bảo vệ thủ đô Hà Nội. Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ chiến sĩ trung đoàn đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam Tổ quốc. Ngay khi có tình huống báo động, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 261 nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu, khẩn trương thao tác trên khí tài. Từng động tác tháo lắp, kiểm tra đều được các phân đội thực hiện thuần thục, dứt khoát. Tên lửa được nạp vào bệ phóng, hướng về mục tiêu, sẵn sàng đợi lệnh. Nắm chắc các quy tắc an toàn trong huấn luyện và thường xuyên rèn luyện các thao tác cá nhân trở thành các kỹ năng và kỹ xảo của bản thân. Đồng thời thì trong huấn luyện thì cần phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của khu đội trưởng, hiệp đồng chặt chẽ với các số khác trong khu đội, đảm bảo cho thao tác chuẩn xác, nhanh chóng. Để cơ động nhanh, mỗi cán bộ chiến sĩ phải chắc về kỹ thuật cá nhân, có sự nhanh nhạy, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai và phối hợp nhịp nhàng. Quá trình huấn luyện, trung đoàn luôn đặt ra các tình huống khó, phức tạp để các kíp thuộc luyện. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn tích cực huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh, tác phong chỉ huy, trình độ chuyên môn, nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị được biên chế, sử dụng thành thạo các trang bị, huấn luyện cơ bản, huấn luyện từ lý thuyết đến thực hành, tập trung huấn luyện chỉ tiêu các thành phần. Trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, Trung đoàn Tên lửa 261 đã lập nhiều chiến công hiển hách. Ngày nay, cùng với việc huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, trung đoàn còn đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa, tăng hạn sử dụng của vũ khí trang bị, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Luôn chú trọng đề cao việc kế thừa phát huy những kinh nghiệm từ chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, vận dụng linh hoạt huấn luyện, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chất lượng huấn luyện trong những năm qua ngày càng được nâng lên, bộ đội nắm chắc sử dụng thành thạo được tính năng, kỹ thuật, chiến thuật của khí tài trang bị được biên chế. Việc thường xuyên xây dựng các tình huống chiến đấu sát thực tế là cơ sở để trung đoàn 261 nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trước các tình huống trên không. Viết tiếp truyền thống đã ra quân là chiến thắng của bộ đội tên lửa anh hùng.